Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel Weibo Never Die. Chúc anh em một ngày học tập, làm việc, leo danh các kiểu con đà điểu thuận lợi nhá. Ở chapter 183 trước đó, chúng ta đã được chứng kiến nhóm của băng nhập hội, quá khứ của Tatsumaki cùng với sự xuất hiện của Blast, hay là cuộc truy đuổi của Zenoth và kỵ sĩ sắt với Psycho, những thông tin hết sức thú vị. Sang đến chapter 184, chapter đầu tiên của năm 2021, tác giả Murata đã chiêu đãi tất cả bạn đọc với một chapter vô cùng hay với không ít những điều bí ẩn. Thông qua chapter mới này, anh em sẽ được chứng kiến cảnh hội đồng tập thể của Hiệp hội Anh hùng dành cho cô nàng Psycho. Đặc biệt nhất, có lẽ là cảnh tượng Saitama cùng hội những người đam mê tấu hài phát hiện ra một sinh vật khổng lồ thông qua một lỗ hổng không gian đầy bí ẩn. Để tìm hiểu rõ hơn những thông tin ấy, anh em hãy cùng mình theo dõi video phân tích chapter 184 này nhé. Chắc chắn với anh em là sẽ có rất nhiều thông tin thú vị đấy. Mở đầu với mini story hết sức quen thuộc, chúng ta được chứng kiến ba anh hầm sập núi đè cướp của tấu hải có nhau, Saitama, Frasiflat và Manako. Họ thì đang cùng nhau nhìn qua một lỗ hổng nào đó với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Chúng ta sẽ tiếp tục được gặp lại họ ở chapter mới này, hãy cùng theo dõi để xem họ còn tấu hải không nhá. Đi kèm với mini story là một câu hỏi, thứ gì đó đang nhìn trộm chúng ta vậy? Đây có vẻ là câu hỏi của thanh niên xui xẻo nhất đầu năm 2021 được Saitama chú ý đến. Các anh hùng đánh hội đồng Psycho. Tiếp tục với diễn biến của chapter trước, lúc này hai thanh niên Zenoth và kỵ sĩ sắt đã tung ra rất nhiều chiêu thức cực mạnh từ loại năng lượng của mình nhắm vào lưng của Psycho. Và đúng như ngoài dự đoán của mình thì đòn tấn công double ấy chỉ làm Psycho chao đảo một tí. Cô ta sử dụng cơ thể của Orochi để hấp thụ sát thương, sau đó phản công bằng một tia năng lượng cực mạnh làm cho cả Zenoth và kỵ sĩ sắt mất đi một vài chiếc ốc vít. Kỵ sĩ sắt có vẻ như là bị hư hỏng ít hơn khi mà được lắp ráp bên ngoài để đỡ bớt sát thương. Nhân lúc này Psycho tấn công Tatsumaki nhằm phá hủy lớp tường rào chắn, nhưng cô thì đã bị Tank Top Master chặn lại bằng đòn skill ném đá giấu tay lừng danh trong truyền thuyết. Tank Top Master lại tiếp tục dùng skill này để cầm chân Psycho. Với những gì đã thể hiện ở hiện tại, cộng với việc từng ném bê tông vào tàu Boros hay là ném trụ điện cao thế, có thể khẳng định rằng Tank Top Master là truyền nhân đời thứ 69 của môn võ trước đó được xem là thất truyền, ném đá giấu tay. Tiếp đó thì lại có cảnh ôm nhau thắm thiết, nhưng không phải là Zenoth ôm Tatsumaki nữa, mà là cô cậu đang nắm trong vòng tay ấm áp của kỵ sĩ sắt. Hai thanh niên này sau một hồi bàn luận thì đã quyết định chơi trò hợp thể để tối đa năng lượng đầu ra. Đọc đến đây mình lại liên tưởng đến mấy anh em siêu nhân khuynh đảo một thời tuổi thơ anh em ạ. Bằng sự kết hợp ấy, Zenoth và kỵ sĩ sắt đã quay trở lại tấn công Psycho với một cây kiếm rất to và dài. Họ thì đã tung ra đòn mạnh nhất và buộc cô nàng quái vật rơi vào thế chống đỡ. Tank Top Master thì cũng chấp cơ hội ném nguyên một tòa nhà cao tầng vào Psycho. Tòa nhà này thì không phải là một tòa nhà bình thường, vì ở bên trong đó có ba cao nhân đã tu luyện từ rất lâu, nhưng mà do bên ngoài quá ồn ào nên họ quyết định không tu nữa, ra ngoài đấm nhau luôn. Samurai Nguyên Tử, Hợp Kim Liên Bóng cùng với Puri Puri đều đã tung ra những chiêu thức mạnh nhất của mình. Điều này khiến Psycho phải xài skill bỏ của chạy lấy người. Nhân cái lúc cái xác Orochi bị bón hành cho ra bã, kỵ sĩ sắt đã chôm nhẹ cho mình một mẫu tế bào Orochi để đem về làm thí nghiệm. Đây cũng là mong muốn của anh chàng từ rất lâu rồi. Bang và Bom thì cũng tranh thủ cơ hội nhảy vào trận đánh, cả hai thì kết hợp tung ra đòn đánh cực mạnh nhắm vào Orochi. Tuy nhiên mọi thứ vẫn chưa kết thúc ở đây, có một nhân vật cực mạnh vẫn chưa ra đòn, đó là Tatsumaki. Cô nàng Loli lại tiếp tục thể hiện sự khủng bố trong đòn tấn công của mình khi quyết định lôi thẳng một ngọn thương khổng lồ với chất liệu đất đá từ dưới hiệp hội quái vật để tấn công vào Orochi. Một lần nữa chúng ta lại được chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của cô nàng hạng 2 cấp S. Sau những pha phô diễn sức mạnh như là lôi cả hiệp hội quái vật lên mặt đất, lôi những tảng đá lớn để tránh sóng thần của Psycho, hay là đỉnh cao là bóp méo cả thành vô Z, thì Tatsumaki lại tiếp tục phô diễn sức mạnh một cách vô cùng hoành tráng, mặc dù thì cô đã bị thương rất nặng. Sức mạnh của cô gần như vượt trội hơn cả những nhân vật được God ban sức mạnh. Điều này làm cho chúng ta khá nghi ngờ về việc cô nàng có được một ai đó ban sức mạnh hay không. Chứ đà này có lẽ cô quá bá so với phần còn lại của anh hùng cấp S trừ Blast. Sau đòn đánh này thì khả năng cao Orochi sẽ gia nhập hiệp hội quái vật nơi chín suối. Ta cũng thấy được một khi mà các anh hùng cấp S cùng nhau đoàn kết làm việc thì hiệu quả sẽ vô cùng cao. Bởi lẽ một đống đánh một thì không trột thì cũng nghèo. Saitama cùng đồng bọn phát hiện ra bí mật khủng. Ba thầy trò Saitama lúc này vẫn đang bị kẹt dưới hiệp hội quái vật, họ thì đã xuất hiện trở lại, máu tố hải trong họ thì vẫn never die. Sau một hồi lâu phá đá mở đường thì Saitama đã gần như cứu được Frasiflat sau pha bị núi đè khá nhọn ở trước đó. Chỉ còn cánh tay Frasiflat bị kẹt lại, nhưng anh chàng không thể nhấc tay ra vì có một thứ gì đó rất nặng đè lên tay của anh.
Saitama đã giúp Flashy lấy được vật đó ra. Và chi tiết này thực sự là một chi tiết vô cùng thú vị, khơi gợi rất nhiều dấu hỏi chấm cho tất cả chúng ta. Ngay sau khi Saitama lấy quả cầu hình lập phương ra khỏi đống đất đá, tất cả chúng ta đều liên tưởng ngay đến khối lập phương mà Blatt đã cầm ở chapter trước đó. 18 năm về trước, Blatt trong lần giải cứu Tatsumaki đã cầm trên tay khối lập phương này. Ở chapter trước đó, mình đã dự đoán khối lập phương này là một chiến lợi phẩm do Blatt thu được sau một trận đánh nào đó, hoặc anh chàng Blatt lấy nó ở chính trụ sở nghiên cứu, nơi mà giam cầm Tatsumaki. Mình cũng có đề cập đến việc khối lập phương này mang một sức mạnh khủng khiếp nào đó mà Blatt phải đem giấu nó đi hoặc là đem về nghiên cứu. Nhưng sau khi Saitama lấy nó ra thì mình lại có một vài suy nghĩ khác về khối lập phương này và mình sẽ nói về nó ở phần sau nhé. Tiếp tục với ba thầy trò nhà Saitama. Sau khi được Saitama giúp lấy khối lập phương đè trên tay, Flashy thì đã có thể rút tay ra được. Nhưng lúc này thì Flashy vẫn chưa hết nhọ khi mà chiêu thức khủng bố của Tatsumaki đã xin luôn một nửa cây thần kiếm Z của anh chàng. Đúng là đời mắc nhọ. Là ninja mà gặp phải Saitama thì chỉ có tấu hài và bế tắc mà thôi. Sonic rồi lại đến Flashy Flash, định luật ấy thì vẫn không bao giờ thay đổi. Không tranh lưỡi của thần kiếm Z cắm trên cây thương giáo khổng lồ của Tatsumaki càng tăng thêm độ nhọ của anh chàng Flashy. Ở điểm này mình có thấy một số anh em bảo rằng thần kiếm Z là do khối lập phương đè gãy, nhưng mà trước đó thì Flashy bảo anh bị gì đó đè lên tay chứ không phải lên kiếm, nên mình nghĩ tất cả mọi sự đổ gãy đều là do chiêu thức cực mạnh của Tatsumaki. Phải chi thánh chọc bớt lề mề chút đỉnh thì thần kiếm Z đã không phải chịu số phận chỉ còn là một cái tên. Trước nỗi mất mát quá lớn đối với một ninja, Flashy Flash đã đứng hình mất 5 giây. Saitama cũng không quên cả khịa Flashy Flash tội nghiệp. Hai thanh niên đang đứng khè nhau thì Manako tranh thủ cơ hội tẩu thoát, nhưng tất cả họ đều vô cùng ngạc nhiên khi mà chứng kiến một hiện tượng lạ. Thông qua lỗ thủng nơi Flashy Flash rút tay, bọn họ đã nhìn thấy một sinh vật vô cùng to lớn, dường như là đang ngủ đông. Với chi tiết khối lập phương và một sinh vật to lớn, dường như đây là một bí ẩn vô cùng to lớn mà tất cả chúng ta đều tò mò. Nhưng chắc chắn đây là một nút thắt vô cùng quan trọng của bộ truyện và cả hai chi tiết này thì sẽ liên quan mật thiết với nhau. Đầu tiên thì sẽ nói về khối lập phương. Đây là một khối lập phương vô cùng chắc chắn và cực nặng. Việc Saitama hay Blatt cầm nó một cách bình thường chỉ là một chi tiết khẳng định cho sức mạnh khủng bố của hai nhân vật này. Ở video nói về Blatt, mình đã có dự đoán sức mạnh của Blatt không thua kém Saitama quá nhiều. Điều này thì đã được chứng minh thông qua cách họ cầm khối lập phương cực nặng đó một cách dễ dàng, điều mà Manako không thể làm được dù đã cố gắng hết sức. Mình tin khả năng cao, các anh hùng cấp S khác thì cũng khó mà làm được. Vậy khối lập phương này dùng để làm gì? Mình có một giả thuyết khá hấp dẫn. Khối lập phương này chính là một cánh cổng không gian, nó giúp mở một cánh cổng đến chiều không gian hoặc một hành tinh nào đó khác. Điều này là giải thích đúng cho việc Saitama và đồng bọn đã nhìn thấy một không gian khác, chứ không phải là một căn hầm dưới hiệp hội quái vật. Mình nghĩ điều này đúng bởi nếu các bạn để ý thì từ lúc đầu chỉ có một lỗ hổng duy nhất do Flashy Flash rút tay ra. Nếu trước đó có thì Manako đã chuẩn từ sớm, chứ không đợi đến lúc đó. Điều thứ hai khẳng định đây không phải là một căn hầm của hiệp hội quái vật là lúc Flashy Flash mới rút tay ra khỏi đống đá. Lỗ hổng đó đã mở toang và thông ra với cái hố khổng lồ do chiêu thức của Tatsumaki tạo ra. Ta vẫn có thể nhìn thấy được ánh sáng mặt trời chiếu xuống, nhưng mà về sau khi mà ba thầy trò Saitama nhìn vào thì nó chỉ có một căn phòng không và có một chút ánh sáng. Vậy khả năng cao khối lập phương này là một cánh cổng không gian. Điều này dẫn đến một giả thuyết khác, đó là 18 năm về trước, Blatt sử dụng khối lập phương này như một cánh cổng không gian để đi đến bất cứ đâu mình muốn. Và khả năng cao mình tin rằng Blatt là người được thần lựa chọn để bảo vệ cho trái đất. Anh có sức mạnh bá đạo ấy cũng do là được ban phát. Thần ban phát sức mạnh ở đây là thần tốt. Tại sao lại có thần tốt và thần xấu? Theo Hy Lạp, những vị thần thì đã có một cuộc chiến tranh. Những vị thần thua thì bị giam giữ dưới lòng đất. Khả năng cao thì Blatt là người được các vị thần chiến thắng cắt cử nhiệm vụ trông coi họ. Anh cũng là người điều tra, tiêu diệt những mối hiểm họa lớn đối với trái đất. Khối lập phương ấy cũng chính là cánh cổng mà gót đến được với trái đất. Về sinh vật bí ẩn đang ngủ đông trong chiều không gian mà Saitama mở ra, rất nhiều bạn cho rằng đó là God và Garou hay là chùm cuối của hiệp hội quái vật. Nhưng theo phân tích ở trên của mình thì đó là một chiều không gian khác, nên Garou và chùm cuối hiệp hội quái vật có thể được loại bỏ. Vậy khả năng còn lại đó là God. Nhưng theo bản truyện gốc, God khó có thể xuất hiện sớm như vậy, nên mình nghĩ đây chỉ là một sinh vật dưới trướng của God đang bị các vị thần giam cầm, Blatt canh giữ. Sinh vật này có thể là một cú nhá hàng của Murata về việc Saitama sẽ phải đối đầu với những sinh vật mạnh mẽ trong tương lai và cuối cùng sẽ là trận đánh đỉnh cao với God. Nếu anh em để ý thì ngay những chapter đầu tiên, Saitama đã có một giấc mơ đối đầu với những cư dân lòng đất. Những tên này thì đã đấm cho Saitama phải đổ máu và sau cùng anh phải đối đầu với vua lòng đất. Cũng ở những chapter đầu, Vaccine Man là một quái vật được God ban sức mạnh. Vì vậy God sẽ là điểm đầu và có thể là kết thúc của câu chuyện. Sâu chuỗi những sự kiện này lại thì khả năng cao trong tương lai, Saitama sẽ tìm lại được cảm giác chiến đấu thực sự với God và đồng bọn
sau khi mà bằng một cách nào đó, God và đồng bọn được giải cứu và tấn công trái đất, trận chiến quy mô vũ trụ sẽ được diễn ra. Nói một chút về tư thế ngồi của sinh vật khổng lồ, như anh em cũng thấy thì hắn đang co ro lại nhìn có vẻ rất đáng thương. Thường thì mấy thanh niên quái vật đều rất hổ báo và khá ngầu, nhưng sinh vật này lại tỏ ra ngược lại hoàn toàn. Khả năng cao sự tối tăm, bí ẩn của sinh vật này cũng là một điểm báo cho một sức mạnh khủng khiếp từ hắn. Và cuối cùng thì sinh vật khổng lồ đó có là ai đi chăng nữa thì chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Anh Hói đã nhìn thấy rồi thì toang đấy. Trên đây là tất cả những phân tích của mình về chapter mới nhất 185. Hy vọng anh em sẽ thích view này.